Con xin chào sư, thưa sư. Từ khi nhỏ, con đã được biết đến quan niệm là việc phơi đồ vào buổi đêm là không tốt. Vì khi thấy quần áo treo vào ban đêm, ma quỷ không có nơi nương thân, đi lại vất vưởng, thiếu thốn, nghèo đói, sẽ mượn để mặc. Quần áo lúc này sẽ nhiễm năng lượng âm khí từ ma quỷ truyền vào. Khi mặc đồ, âm khí sẽ nhiễm vào bạn, ảnh hưởng đến sức khỏe và mang lại những điều không may. Con còn biết thêm là sẽ dễ bị duyên âm nữa. Sư có quan điểm thế nào về quan niệm này? Xin thưa với quý vị á, do thời xưa thì người ta thường kính sợ quỷ thần và kính sợ những hiện tượng mà họ không biết. Nếu nói về hiện tượng tự nhiên ha, thì khi mà chúng ta phơi đồ vào ban đêm á, thì sương nó xuống. Thời xưa ở quê là sương nhiều lắm. Sương nó xuống thì nó sẽ bám vào quần áo. Rồi đó là chưa kể những cái con côn trùng đó. Nó có thể nó đi vệ sinh lên trên đó, hoặc là nó sẽ đẻ trên đó, hoặc là nó sẽ chui rút ở trong đó. Buổi tối thì nó không có ánh nắng, cho nên là nó sẽ trở thành điều kiện phù hợp cho các cái con côn trùng có hại nó trú ở đó. Còn buổi sáng khi mà chúng ta phơi thì có ánh nắng thì những cái con côn trùng đó nó sẽ không có xuất hiện. Hơn nữa chúng ta cũng biết là ánh sáng, ánh nắng nó có tác dụng là diệt trùng. Cho nên là phơi đồ vào buổi sáng có ánh nắng thì nó vẫn tốt hơn. Thì nó chỉ đơn giản như vậy thôi. Chứ còn từ cái câu chuyện mà hết sức khoa học, chúng ta lôi nó thành một cái câu chuyện là hết sức tâm linh. Mà cái nếu mà quý vị hỏi về tâm linh thì xin thưa là không có một tài liệu nào, tức là không có kinh tạng và chú giải nào nói rằng ma quỷ mà nó mượn quần áo để mặc, không có chuyện đó. Chuyện đó không có xảy ra ha. Cho nên là không có cái chuyện là năng lượng từ âm khí quỷ truyền vào, cái này là do mình tưởng tượng thôi. Đó, rồi lại còn có cái vụ mà duyên âm nữa. Cái duyên âm thì sư đã có video về duyên âm. Quỳ chuyển qua cái màn hình. Duyên âm. Đó là sư đã có cái video về duyên âm đó. Là có duyên âm hay không, quý vị có thể xem. Có để ý chuyển cái màn hình camera không? Đó. Đó, thầy sư đã có cái video là có duyên âm hay không đó. Quý vị vào YouTube gõ ha, sư Hạnh Tuệ, và cái tên này là nó sẽ ra. Rồi, chúng ta qua câu hỏi tiếp theo.